Hi, xin chào các bạn cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Thì hôm nay là một buổi tối đặc biệt các bạn. Thì đăng vào ngày hôm nay thì các bạn cũng biết đó là ngày gì ha. Hôm nay là ngày lễ tình nhân các bạn, Valentine. Thì mình đã chuẩn bị một cái buổi tiệc nhỏ cho bà xã của mình các bạn. Đây là mình đã chuẩn bị rồi. Đây, một cái bánh bánh ngọt, nước ngọt nha. Những cái hoa hồng ở đây là có hai con cua. Bà xã mình rất là thích ăn cua ha, và trong không gian đó thì không quên là hai vợ chồng sẽ ngồi để ngắm cá rồng nữa các bạn. Và trong mình có cùng một niềm đam mê là đam mê cá rồng đó. Ở bên kia cũng có một chú cá rồng nữa ha. Giờ mình sẽ chờ đợi bà xã của mình lên các bạn. Bà xã mình đi làm chưa về. Chút về thì mình sẽ mời bà xã lên. Khoe với anh em như vậy thôi. Đó. Dân chơi cá thì bất cứ một cái sự kiện gì cũng sẽ liên quan đến cá thôi các bạn. Đó là một niềm đam mê. Và khi mà mình đam mê thì bà xã của mình và con của mình cũng đam mê theo thôi. Đó là một cái sự rất là hạnh phúc của anh em nuôi cá cảnh. Ok, giới thiệu với anh em vậy thôi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đợi bà xã mình về. Ok, xin chào anh em. Hẹn lại anh em ở clip sau nha. Chúc anh em một cái ngày lễ tình nhân thật vui vẻ bên bên người yêu cũng như là bên gia đình của mình nha.